Tao nói mày sao mày? Về mày còn nằm ở nhà mày? Tao nói rồi, mày đi á, gọt một chén, mày đem tiền về tao mua rượu tao nhậu rồi mày. Tao đi tao về tao lấy, mày nói mày rồi, mày làm mồi cho tao, mà giờ mày vô nằm đấy là sao? Anh nói thiệt thà cho em, hôm qua anh quýnh em bầm mấy, em đi nào cũng nổi. Đừng nói mày, đừng quýnh em nữa mà. Mày nha, mốt mà mày thấy tao ngồi nhậu ở đâu á, mày tránh tao ra nha. Mày đừng có đứng mặt nặng mặt nhẹ nha mày. Dạ, cảm ơn em hả anh ơi. Giờ mày muốn sao? Hôm qua mày đi làm á, mày lột một xe được cái ngàn. Tiền đâu? Tiền đâu? Mày nói tao qua mày đi lột một xe mà mày. Mày không đi làm nữa. Mày ly hả? Tiền đây. Không có tiền. Mày vô trong nhà, mày coi con tiền tao ra đi. Muốn mò về tao làm cho tao nhậu. Anh mở rượu. Anh ơi. Anh mở rượu đi anh ơi. Em đang nghỉ á. Bỏ mày. À, tao bỏ vợ chứ bỏ rượu mày. Ôi, anh bỏ rượu đi. Từng nào anh về anh nhậu tỉnh anh cũng quýnh em vậy. Em đất nghỉ á. Quýnh vậy mày còn chưa sợ nữa. Chưa bỏ đập quá hả? Còn nằm đây nữa. Đi làm mồi cho tao đây. Làm mồi. Chưa chưa. Mày còn chạy á hả mày? Chạy lại cứu em. Thằng chậu em đi chạy lên đánh liền luôn chứ. Ông Phước chị ơi. Chạy cứu em vậy, cứu em. Mày chạy đâu á? Tao nói mày ở nhà mày làm mồi tao nhậu mà. Mày đi đâu? Cái ông già này nè, tối nhà sai xỉn đánh đập vợ con hoài à. Đi về đi. Bà biết cái gì bà nói? Chuyện vợ chồng tôi để cho lo. Chuyện vợ chồng ông Thạm đi về nhà ông mày giải quyết. Còn đây là nhà tôi. Mày á? Tao nói mày đi về làm mồi tao nhậu chưa? Cha mày nè. Chạy cứu em. Quýnh vợ nè, quýnh vợ nè. Mất ơi, dạ dạ, tự quýnh chồng tôi. Dạ dạ. Chọc cái gì con hồn? Chạy còn cái gì vậy con hồn? Trời ơi. Chị á là chỉ là cán nữa tôi thôi. Chứ chị đừng có được quên chồng tôi. Mày biết không phải gì vậy? Hả mày tới mày kêu tao cứu mày. Bây giờ tao cứu mày hả? Mày bây giờ mày đánh được rồi tao. Chị cứ cứu tôi lại. Chứ anh bình thường anh hơn tôi lắm. Anh chỉ nhậu xỉn thôi là mới đánh đập thôi. Chứ bình thường anh hiền hơn mà. Chứ chị không được quên quên chồng tôi. Mẹ mày ngu ngốc để đánh chết mẹ mày luôn đi. Ông mày thấy không? Mày ôm mắt quét thấy chưa? Trời đất ơi, cả làng đi qua bên mày mà mày còn đánh nó vậy nữa hả? Sao mày ngu ngốc vừa vừa thôi nha. Hết có biết là trời. Trời ơi, bà nghĩ sao ông đánh bà tới cỡ vậy mà còn quên ông vậy? Cãi chồng tao, tụi bay chỉ là cán thôi, không được còn quên anh. Quên anh ra đông nổi vậy nè. Đi về anh. Mẹ từ ra cho đi ha, chồng mày đánh mày kêu cứu hả? Tao để đập cho chết mẹ mày luôn á. Ông ơi, đi. Đừng có hòng mà kêu cứu nữa. Còn mấy bà nó mấy bóng hả? Ai mà bên đó nha, tôi cũng đập mấy bà luôn á. Còn lâu mới bên mày đó. Mày đi về đi, cho nó chết mẹ mày luôn. Ừ á. Đúng mà hả, làm ơn mắt quét mà. Ủa thầy ơi. Mày xuống đây. Nay mày ngon lắm ha. Qua hàng xóm mày nhiều chuyện rồi. Mày mét anh chị em mày quýnh tao vậy được đâu. Không có, không có mà anh, không có. Em lại cho em rồi. Mấy chị ơi. Tao mày. Được. Thôi coi kìa, mày đập chết mẹ tao đi. Vừa có bụng tao lắm nè. Mẹ mày ha, bên mày cứu mày ha. Mà mày ngược, quay ngược lại ha. Mày bên thằng chồng mày đập tao vậy nè. Đó, giờ về nó lại kìa, nó làm nó kêu mình cứu à. Cứu mày cái gì? Hồi nãy cứu mày cái cho cứu không? À. Mày đuổi cho tao về, giờ mày kêu mày cứu. Ngày mai hả? Mày phải đi lột hột sen cho tao như mày. Dạ, tao chị mình lại. Để cho chồng đánh chết nó đâu đi. Thổi vậy là ngu ngốc. Dám bệnh. Bệnh bả bà còn đánh lại ta nữa. Bệnh gì bệnh? Ghen đi hưởng đi cưng. Kêu cứu cái gì? Nè, mai mốt á, nó mà bị chồng quýnh thì đừng có kêu to tao, tao binh nó nha. Thôi, à, không nữa nữa. Ôi, đánh nhiều vô, đánh nhiều vô. Thôi, đánh nữa đi. Đánh vô, đánh vô. Ôi, đã hát gì đâu á. Nói vậy thôi chứ coi gọi điện báo xã đi. Đồng là phụ nữ với nhau, nhưng mình đừng có quá nhu nhược quá. Để một thằng đàn ông không có trách nhiệm ăn nhậu bê tha về đánh đập vợ con, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và ảnh hưởng luôn cả lối xóm, cả nhà thấy đó. Đừng nghĩ trên phim mới có, ngoài đời có thật đó. Từ từ, lại chỗ đây. Không, chỗ ra đi táo này rồi. Bỏ đi dép đi. Rồi sao? Tưởng này em chịu anh thôi.